quan nữa là chạy xe và cho cô bạn đi theo. Bên đây sẽ tự ở đây mua bánh thì không thể nào bên kia mua cho hai bên đây được, vì quá nhiều, quá đông à. Nên bên đây tự mua, biết các cụ ăn thì sao thì ngồi mua cho các cụ ăn trước khoảng cỡ 5-6 ngày là các cụ ăn Tết trước đi. Thì mấy ngày Tết ta đến đông thì mình cũng lo các cụ đầy đủ trước rồi. Nên đó là mình sẽ ở đây mua bánh, sẽ ở đây đi mua. Còn bên cô Thanh thì cho cô Thanh lựa đi, dạy cô đi mua bên Đại Thường Long. Còn bên Bộ Pháp thì sẽ cô đi mua ghi biệt, nghĩa là sẽ tránh ngày nha. Chứ không thể nào bên kia đi mua luôn cho hai bên đây thì quá đông. Mua chia ra nó không phù hợp để cô đi mua. Nên là Tết nước nước già, rồi bánh trái, nước ngọt rồi mua đầy đủ. Để con cháu vô thấy các cụ ăn Tết cũng xịn sò chút. Qua đây thấy các cụ mình ở đây nhìn xuống, hoặc là buổi sáng hoặc tối nhìn xuống các cụ lớn tuổi nhưng mà cụ nào cũng thấy cái đẹp lão. Mình giao mặt không thấy người ta. Không, mình không cửa nào cỡ như quý vị. Mà nhìn ta cũng thích luôn. Chứ tôi mà héo hon nhìn như kỹ khô hay ô đâu. Nhìn ghê quá, sợ quá. Nên từ nơi đó mà chùa mình vừa bình yên tu được, mà mình cũng làm một số việc lợi ích cho chúng sanh. Nhân mùa chính này mình khiếm thị đó. Tại chúng ở đây mình cứ tu bình thường thôi. Khi bụng quan thì sắp xếp một số anh em tôi đã phụ. Rồi thôi sắp xếp chở qua bên đó 3.000 cái niệm, cửa niệm nhỏ, còn cái niệm mình khác không? Đúng không? Nhưng bên đó còn 4.000 cái mà. 7.000 không? Vì là được. Cái 7.000 cái để vì là chắc đủ 7.000 cái. Nên là chị quen lựa số anh em bên phụ tầm 5. Bây giờ các cụ đi qua bên tỉnh bắt đầu khiêm thị để dẫn các cụ về quê. Tâm quá. Nên các cụ cơ duyên này thì hoặc là ổn biết bên hộ pháp á. Một không gian nó bị đó, mà đầy người ta đó. Nắng thôi, xe cổ đầy rồi, còn trước cổng á. Nó chỉ nhớ cô dâu với đó, trên hiện tại nấu ăn mấy em phụ bị đại. Nhớ cô dâu, được đi qua bên tỉnh. Và phụ phát bánh mì chứ không phải tôi không đâu nha. Phụ phát bánh mì buổi sáng á, sáng sớm còn ăn cho 5 giờ qua đi thì phụ phát bánh mì nha. Mấy cô đông nó bị cái chiên hết tất cả gì luôn rồi xong đó, tới giờ phát máy vô phụ nhớ cô bạn chiền máy rồi đi phát máy tại chiến này tặng tiền phát máy nữa nên cái gì vậy đó. Bên cô Thanh cũng từ đi, bên kia thì nhớ những là nấu ăn. Bên đây thì nhớ những đại nấu ăn cho mấy người nữ lên từ đi. Nhìn khiếm thị rồi, nhìn người phù rồi để ta cố gắng để về nó niệm Phật. Thấy không? Nhìn người ta đeo tu thả tơ quá, bản thân mình cố gắng. Đó, còn các cụ đồ ở đây á, cứ yên đây lo niệm Phật thôi, khổ nhất. Phật tử cứ đi đi. Ví dụ như là muốn mà cụ cái kiếm thị này kia mà các cụ mà còn dày cắt rồi đó có tu mỗi lần đi tu về mà cứ là mở túi tiền ra kiếm kiếm rồi chút đỉnh đồ chơi đó thôi xả cụ làm những quen đưa nhậu rồi xong á nên kết hợp những đức tính cái kiếm thị cũng giữ đúng các cụ. Bây giờ bỏ hơn người 200 ngàn thôi mà 7.000 người. Tiền xe mình trả hết luôn. Thấy không? Rồi khi mà mua bánh cát rồi cho họ ăn. Chứ lấy cho họ đói. Rồi sau đó tặng mọi người Đà Lạt cũng bán 150 ngàn. Kim thị Đà Lạt cũng có. Anh lên từ đó mà chương trình này là chương trình nhân văn lắm các cụ. Tình thương mến thương. Lá lành từng lá đất. Lá đất từng lá đeo.
biết. Thấy không? Từ đó mà cái chương trình này người ta quý hơn. Bây giờ Sài Gòn phải không? Nên xe qua lại còn thắng. Còn vài cắt bạc trong túi rồi đó. Đưa những quen đó là tôi phụ thầy chương trình kiếm tiền xã để mai mốt đi khỏi cần dính dáng vài ngàn. Được, chúng ta đặt ra chung. Thấy không? Nó tiện lợi gì mình đây đầy đủ hết thì cái tù. Cuộc sống nó nổ trình hết trơn là đâu cần lo đâu. Sao hè nguyên kho văn tài của thằng luôn. Quan tài chưa hết thì nhưng mà cái câu vô nói là thầy ơi hết chưa con đúng 50 chạy. Thì nó xong chưa. Còn dài khác. Thì dài bữa thì 1 Tết thì cô đem lại 50. Ông mà nói không vui vậy đó các cụ. Thật sự các cụ ơi, chúng ta ai con người đến đây cũng phải ra đi thôi. Nói dịu hoàng là các cụ sống thọ mà. Chứ đâu phải trùng lẻo các cụ gì đâu. Các cụ ở đây mà 7 mấy, 8 mấy như khu yếu bên đại Trùng Lâm nha, 7 mấy, 8 mấy, 9 mấy vẫn còn mong lành luôn. Cái bữa đó bà cụ thì 93 tuổi, thì Đức hỏi bà cụ, bà có niệm Phật không? Cái gì? Đức bà có niệm Phật không? Cái gì? Bà có niệm Phật không? Có. Niệm sao? A-di-đà-phật. Thì vậy đó, hỏi là niệm Phật đi đâu? Về Tây Phương Cực Lạc. Tôi làm cái sự rõ ràng luôn. Không mà không nhận mấy cụ mình cưới họ thì cái gì? Họ thiệt nè. Tuổi lớn tuổi lắm. Giỏi lắm mà lãng tay chút thôi. Chứ bởi anh làm gì nào còn nói chuyện mong lành. Tụi ta nghe rõ mấy khác. Đây là cái công đức niệm Phật em các cụ. Giống như niệm trên đây mà nguyên dàn sư cô. Nhìn sư cô nằm sư cô nấy. Quá trời lão tức. À, tại vì sao niệm Phật vui vẻ à, giống như gái cúng cung nhưng mà không đẹp nữa thôi. Không thể đi đâu đâu trong chùa không khỏi cần bận tâm như thế giết mà nhìn mặt mày trắng đẹp da mặt đẹp như gái người ta à, tại vì sao như gái cúng cung mà đây là hạnh phúc nghe các cụ duy thêm nữa nè tết nhất nè con cháu vô thăm lương á. Hay là có dịp con cháu vô các cụ phải nói trước cho con cháu nghe khéo khéo nói à, ông bà cha mẹ có cái nguyện nghe không mà như bữa nay bà cụ này là làm đám xong đưa về quê chôn các cụ mình mà được ở trong chùa đi tiêu luôn là ngon các cụ ơi đặc biệt hơn như nhà ngoại cảm á tham dự đức hằng nói rằng mồ mả chôn cách có riêng hương linh lại chất xác chất cái mộ nên chúng ta thăng các cụ trả gì đó cho các bụi học giống Phật thiêu lại đi. Nó nói con cháu đó là cái nguyện của mình nói câu gì nè tụi bay nhớ nghe cha mẹ có cái nguyện đó nghe không làm cho đúng nghe không mày làm không đúng tôi về tao tìm mày nha xanh mặt xanh mày thì cái cụ ơi đó ông làm cho đúng thì con đúng thì con làm sai là mẹ về tìm con nó nghe mẹ về dẫn con đi chơi xanh mặt xanh mày là cái cụ. À, mà nói rõ ràng nghe không? Để sao quý thầy những đức dễ làm việc? Nên cho tôi à, thấy làm đám xong mà xe quan tài chở một đi về một phương xa. Thấy tội nghiệp thế không? Để ở đây đưa tới chọn lối đi. Đưa xuống đài quả tác đẹp gì đâu. Cho nên đó mà nó tốt cho nó trắng tươi. Ngon lành luôn nhé cái cùng. À, thôi chúc quý vị an lạc.